Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món, đó gọi là món trứng bồng bềnh Hàn Quốc. Nghe nói món này đang rất là hot ở bên Hàn Quốc. Hôm nay Dâu sẽ bắt trend làm thử món này coi nó có bồng bềnh giống như ở bên Hàn Quốc chiên hay không ha. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có 1/4 muối, 1 muỗng đường, 2 cái trứng gà. Chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người. Chúng ta sẽ đập trứng để tách lòng đỏ với lòng trắng ra nha mọi người. Đây, do mình không có cái đồ hiện đại để tách ra cái lòng đỏ với lòng trắng ra như người ta, cho nên mình sẽ dùng một cái chai để mình tách lòng đỏ ra nhé. Mình sẽ bỏ 1/4 muối vào để mình khuấy cái trứng đỏ này nha mọi người. Chúng ta sẽ khuấy đều tay cho muối nó tan nhé. Về phần lòng trắng thì mình sẽ cho 1 muỗng đường vào. Và mình sẽ dùng máy đánh trứng mình đánh bông nó lên nha mọi người. Mình sẽ dừng lại và kiểm tra xem có được chưa nhé. Nó có độ bông như thế này là được rồi nha mọi người. Mình bắt đầu sẽ trộn lòng trắng với lòng đỏ chung với nhau nhé. Chúng ta sẽ trộn đều lên nha. Sau khi mình được cái hỗn hợp đẹp đẽ như thế này đó, mọi người có thể thấy cái được độ sánh của nó nè. Mình sẽ bắt đầu đem đi chiên nha. Mình sẽ chiên bằng bơ nha mọi người. Người ta nói trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, nhưng mà chiên trứng thì cần bơ thì nó cũng thơm nha. Mình sẽ đổ hết hỗn hợp vào chảo để chiên nha mọi người. Đậy nắp lại và chờ cho nó chín nha mọi người. Kiểm tra trứng nó vàng hay chưa nha mọi người. Đó, nó đã vàng đều đẹp rồi đó. Bắt đầu mình sẽ gập đôi cái trứng lại và mình chiên thêm cho cái mặt bồng bềnh này nó chín luôn nha. Chúng ta sẽ làm chín cái mặt này luôn, là làm chín cái bên trong đó mọi người. Ta-da, đây chính là thành quả của mình đây. Để mình cho mọi người xem cái độ rung lắc của nó nha. Đó, mọi người có thể thấy không? Để mình sẽ gấp cho mọi người xem. Chúc mọi người thành công với món này nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu.
Nếu mọi người thấy thích thì nhớ like, share, subscribe ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào video tiếp theo nhé.